Vâng, sau đây thì em sẽ hướng dẫn các bác cùng anh em cách chúng ta lắp đặt cái máy rửa xe Honda Invector 3500W nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ lắp đường nước vào ạ. Các bác lắp giúp em cái cút nối nhanh này vào trước nhé. Đấy, mình lắp rồi mình xoáy chặt lại giúp em. Đó, tiếp theo thì sẽ vặn cái cút nối đồng này vào nhé. Đấy, cút này là cút nối đồng này, hàng chất lượng cao các bác nhé. Đấy, đấy cút nối đồng các bác nhé, hàng chất lượng luôn ạ. Hàng này thì các bác dùng mỹ mãn yên tâm đi. Rồi các bác xoáy chặt lại. Sau đó thì mình kết nối lại giúp em nhé. Đây là cái cút nối nhanh. Đấy mình dí, mình khi mà mình dí thẳng về nó phải kêu đến tạch một cái mới được nhé. Dí chặt, tạch. Đấy rồi đấy, khi mà kết nối nó chặt rồi thì nó sẽ im re như này các bác nhé. Đấy nó rất là chặt. Đó, một đầu còn lại thì các bác có thể là cắm thẳng vào vòi nước nhà mình, van nước đó. Hoặc là các bác lắp cái lọc rác này vào, rồi mình thả vào chậu nước. Đấy, thả vào xô nước. Tiếp theo sẽ lắp đường nước rửa, tức là đường nước ra, nước xịt ấy. Rồi, một đầu thì các bác lắp vào máy giúp em. Đấy ạ, đây là cút gen 22 nhé các bác nhé. Cút gen 22 là loại tốt nhất bây giờ. Một đầu còn lại thì chúng ta sẽ lắp vào đít súng. Đấy. Đấy, cái cút nối đồng gen 22 này, cút súng đấy, nó là gen 22, nó là gen chất lượng loại tốt nhất ạ. Các bác xoáy chặt lại giúp em. Rồi, như thế là đã lắp xong máy, các bác có thể sử dụng được rồi. Đấy, nếu mà các bác muốn chúng ta nối cần dài ra, đấy, thì các bác xoáy ngược chiều kim đồng hồ cái đầu súng này ra giúp em. Rồi, chúng ta lắp kết nối, đấy, chúng ta lắp cái cần nối súng dài này vào giúp em nhé. Đấy, nó đơn giản thôi, mình cứ lắp vào mà nó có gioăng cao su rồi, mình cứ xoáy siết chặt lại là được. Đấy, cứ xoáy chặt lại là được, đó, như thế là xong. Rồi, mình vặn cái đầu súng vào. Đó, như vậy là sẽ là cần nối dài. Đó. Tiếp theo là nếu các bác mà muốn sử dụng bình tạo bọt thì mình cứ thế cắm thẳng bình tạo bọt vào cái đầu súng này đây. Đấy, cắm tạch một cái là được. Các bác bỏ xà bông và cho chút nước vào, các bác lắc đều lên và mình có thể xịt thẳng vào ô tô xe máy luôn. Khi mà tháo ra thì các bác gậy nhẹ cái lẫy ở trên đầu này. Đấy, lắp vào tạch một cái là được các bác nhé. Đó, rất là tiện và rất là dễ sử dụng thôi. Rất dễ sử dụng các bác ạ. Rồi, em xin chào các bác, cảm ơn các bác.